tất tất đến rồi, tất 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 đến rồi, tất 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 đến rồi, tất đến trong tim mọi người. Tất 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 đến rồi, tất 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 đến rồi, tất đến trong tim mọi người. Đủ rồi, trời ơi. Mày hát cái nước này rớt tùng. Mày tìm ở đâu ra cái bộ tóc vậy? Hả? Trời ơi, cái tóc này á là năm ngoái đó, mấy cô dân công đến đây phục vụ ở đảo mình đó, cái để quên, thế là tao lấy tao đội vô nè, thấy không? Trời đất ơi, ăn cắp hai cái lon sữa bò của tao. Phải không? Tao để dành để đông gạo, mày chơm độn vô hả? Thì đương nhiên rồi, muốn đồi núi chập trùng thì phải mượn hai này để mà độn vô chứ mới ra giống, hiểu không? Còn dài dép kìa, ghê quá đi. Thì mấy cái này là đã nói rồi, năm ngoái đoàn văn công đi biểu diễn cái để quên, cái nào mới lấy ra mà quá trang vậy nè. Mà tao công nhận mày cũng diễn hay thiệt. Ê vui luôn hả? Vui luôn. Ngói luôn rồi. Trời đất ơi, thấy mày gớm. Thấy chưa? Trời ơi. Nhìn cái gương mặt, cái ánh mắt này là nghi lắm nè. Thấy không? Ý là chơi bạn mình diễn vợ đúng không? Quá trang nhìn muốn ói đúng không? Xin lỗi ha, xin lỗi ông ha. Nè, ông không cần phải ói. Đó, nội mà tôi quá trang xong á, tôi đứng trước gương. Ha, trời ơi, con quỷ, là tôi ói trước rồi. Trời ơi, tôi ghê chịu, con nhận mày gan thiệt á nha. Ủa ghê lắm hả? Ừ. Thôi ghê quá, tháo ra. Mở ra đi. Trời ơi, chủ yếu là làm cho vui thôi. Vui gì mà vui? Biết làm sao không? Trên đảo gần Tết đến nơi rồi mà nó buồn, trời nó buồn ơi là buồn. Mình phải kiếm trò này nọ để cho anh em mình vui với nhau. Trời ơi, nhìn qua nhìn lại toàn là đực rửa không à. Cho nên mới giả gái vậy nè. Mà thôi đi, thà đực rửa còn hơn nữa mày giả không ra cái gì hết trơn à. Ủa ghê lắm hả? Gớm lắm. Thôi gớm quá, bỏ qua đi. Gớm luôn à. Nè, xin lỗi ha, nhìn lại nhan sắc của mình đi. Nhan sắc này á còn thấy gớm, còn này mà ông giả vô chắc là không biết làm sao luôn á. Ê, chưa chắc à nha, mà nhìn mặt ta đi. Đẹp lắm nha, có nét lắm nha, mắt tròn xoe thấy không? Không phải mắt hiếu như mày đâu. Ồ, đúng rồi. Ừ. Tại sao mình không phát hiện ra ta? Trời ơi, ông mà cải trang này nhìn ông sẽ giống. Không nổi. Giống ai? Giống bà Tú. Bà Tú? Ừ. Vậy là sinh viên, phải không? Ừ. Sinh viên. Tú bà. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Nghĩ sao mà nhan sắc đó mà chê nhan sắc này vậy trời? Đẹp đi mày. Buồn quá đi. Trời ơi, buồn thiệt á. Buồn hả? Tết nhất tới nơi rồi không biết làm gì nữa. Giờ muốn vui không? Muốn. Ngắm cây mai đi. Đó, thấy vàng rực không? Là sẽ vui lại liền. Trời ơi, thôi mày ơi. Cây mai đó là cây mai giả. Trời ơi, cái cây mai đó là tao lượm ở ngoài bìa rừng đó. Rồi về gắn bông vô á. Nhìn xa xa thì cũng tạm tạm. Mà nhìn gần á, trời ơi, trớt quất mày ơi. Nhìn gần nó giả trân đúng không? Ừ. Sao dạo này tao thấy như là lớn tuổi cho nên khó khăn hay sao ta? Trời ơi, có mai nhìn là vui rồi. Còn đòi hỏi là mai giả mai thiệt nữa. Thôi thấy mệt quá. Mà thật sự mỗi lần mà nhìn cây mai á, nhớ nhà, nhớ ba cũng chết luôn á. Biết hay sao không? Lúc mà dưới quê đó, cái mỗi lần gần Tết á, cái phụ với ông già á, chăm sóc mấy cây mai, cái mùng 1 Tết á, trời ơi, cây mai nó nở vàng rực, nó vui làm sao á, không khí Tết nó rần luôn á. Tao cũng vậy. Mỗi lần Tết, tao nhớ má tao. Mày biết không, những ngày Tết á, nhà tao vui lắm. Má tao làm đủ thứ loại bánh hết á. Bánh tét nè, bánh ít nè, mứt nè. Đó, mày thấy cái lá thư mà má tao gửi lên không? Tao đọc hoài, đọc riết, cứ mở ra đọc, đọc đến nỗi mới nhào nát rách luôn á. Trời ơi, cái gì mà tâm trạng dữ vậy trời? Hèn chi chơi thân với ông Nghi. Trời ơi, ông Nghi nè, có một cái bức hình của bạn gái thôi mà ngồi tự kỷ, ngồi một mình, cười một mình, nói một mình, rồi ôm cái hình hung một mình. Ừ. Dạo này thấy nặng lắm rồi đó nghe. Mà tao thấy Nghi nó còn đỡ, nó còn có bồ, còn tao với mày kìa. Nhìn coi cũng được vậy mà sao mà ế dài, không ai á, không có mối tình dắt dài nữa. Ồ sao kỳ ha, thấy nhan sắc hai anh em mình cũng được lắm mà ta. Mà sao ế đều vậy trời? Tại mày. Tại sao? Nó tối ngày cứ độn ba đó nhảy tưng tưng ai dám lấy mày. Bay ba mà. Chú ý tao phục vụ văn nghệ cho anh em vui chứ bộ. Mắc cười quá. Ăn hộp dưa đi. Cái gì? Ăn hộp dưa đi. Hộp dưa đó. Hộp dưa đâu mà ăn vậy? Năm ngoái. Ê! Trời đất ơi! Hộp dưa từ năm ngoái mà lấy ra hả? Tao nhớ nó nổi móc meo lên rồi mà. Có sao đâu,
tao đem ra ngoài biển á, tao rửa sạch rồi ăn tiếp ngon lành. Tới rồi. Thôi, không cần giới thiệu, nghe cái tiếng thôi là biết là ông tới rồi. Không phải tôi tới. Ai tới? Đoàn Văn Hệ tới rồi. Đường Văn Công tới nữa. Ừ. Nghe nè, có mấy nàng hôn hay tòa là được rửa không? Tin mừng nè. Tin mừng á. Đẹp không? Hãy đâu. Vô tới nghe đó. Dạ. Em thấy đẹp rồi. Có cần anh phụ gì không? Dạ đương nhiên là cần rồi. Rồi. Trời ơi nhiều đồ quá. Nhiều đồ quá. Chào anh. Chào. Dạ người này thì biết rồi. Chào hai anh. Chào em. Trời ơi. Đẹp quá. Khen tao. Cảnh đẹp quá. Nàng khen cảnh thì nghĩ sao kìa. Trông nhận em đẹp quá. Trời ơi, cảm ơn anh đã khen em nha. Em áo màu xanh vàng đẹp quá. Thấy hai cô nào cũng đẹp hết. Cảm ơn. Dạ. Dạ tụi em mới ở đất liền ra. Tụi em đất liền ra hả? Dạ. Xin lỗi, tụi em tên gì vậy? Dạ em tên Trúc. Dạ em tên Linh. Trời ơi, Linh nè. Trúc nè. Ừ. Trúc Linh, Linh Trúc. Có Trúc Lam không? Không có. Trúc Linh là hai người khác nhau chứ không phải là hai chị em. Tụi em là sinh viên Linh, theo đoàn tình nguyện xuống đây để mà phục vụ văn nghệ mừng xuân cho mấy anh á. Dạ em tên Linh đó, có gì không anh? Dạ tới Linh là khẳng định liền. Sao vậy anh? Tên Linh là tên má anh đó. Cái gì quá hả? Vậy hả? Em trùng tên với má anh hả? Vậy đó, má cũng đẹp với em vậy đó. Dạ bác khỏe không anh? Má anh chết rồi. Sao chết quá vậy anh hai? Trời ơi, bình tĩnh, tập trung. Kết rồi. Không phải khen chứ thông cảm đi. Anh này ở đảo đường tính là vô duyên lắm. Nổi tiếng luôn em. Dễ thương anh. Xin giới thiệu. Mà mấy anh tên gì vậy? Em chưa biết tên. Xin tự động giới thiệu. Dạ. Nghi. Hả? Sao nghi em? Em đâu làm gì cho anh nghi ngờ em. Không phải, mình tên Nghi. Ủa? Tên Nghi hả? Hàng chi thấy mặt nghi ngờ với sợ. Còn anh là người rất lịch sự, rất là nghiêm túc. Anh tên là Dương. Dương, Nghi Dương. Dạ. Còn anh là Phong. Nghi Dương Phong. Trời uổng quá, phải chứ anh tên Âu rồi hay biết mấy ha. Âu gì vậy? Dạ ba người gộp lại là tên là Âu Dương Phong. Trong phim Kiếm Hiệp đúng không? Dạ. Dương quá gì đó đúng không? Chừng nào tụi em định diễn? Dạ tối nay tụi em sẽ ổn định chỗ ở. Rồi sau đó đi chào hỏi mọi người. Chắc là tối mai diễn bữa đầu á anh. Dạ. Anh tới coi cho vui nha. Chắc chắn rồi. Đương nhiên là tụi anh đi coi rồi. Tụi anh nôn nao mấy ngày hôm nay. Tụi anh đã chuẩn bị hết trơn rồi. Chỉ cần mà tụi em lên hát thôi là tụi anh có hoa lên tặng tụi em liền. Dạ hoa. Anh. Hoa và hoa nữa. Hoa. Dạ. Rồi nãy giờ nói chuyện với mấy anh bảo vệ đây rồi. Mấy anh lính đâu rồi ha? Lính gì? Lính đảo á, mấy anh lính đảo đâu? Khoan, hỏi chụp tấm hình kỷ niệm ấy. Chụp hình kỷ niệm nha. Ủa hôm nay mày đặt chụp hình hả? Đi ra, để người ta chụp. Rồi. Cái này là lợi dụng phải không anh? Lợi dụng gì? Chụp hình là cái máy đâu có chế độ chụp đâu mà chụp. Trao đổi cái đưa cho máy chụp hình rồi có mấy máy chụp hình đâu mình không chụp. Đợi lính ghê. Ủa em biết rồi, em biết xài điện thoại mà. Hồi không có cái màn hình mà đòi chụp hình. Trời ơi, vậy mà anh cũng chụp được. Ai biết đâu, không chịu xin nhanh chứ không chi cho nổi. Thôi bây giờ là tôi trả lời câu hỏi của em đi. Bây giờ ba anh là bảo vệ của cái đảo này đúng không? Rồi mấy lính đảo đâu rồi? Ủa nhìn mặt ba tên giống bảo vệ lắm hả? Dạ bảo vệ chứ giống gì nữa. Không, tụi anh là lính. Gì? Tụi anh là lính. Lính đảo. Ừ. Sao giỡn hoài. Thôi mấy anh đừng có thấy tụi em hiền rồi giỡn với em đi. Trời ơi. Giỡn sao? Lính phải mặc quân phục chứ tự nhiên mặc thường phục mà thấy giống thường dân quá vậy. Trời ơi, thì tụi anh cuối tuần thì ở đây thì tụi anh mặc gì không à? Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ cho nên tụi anh bận đồ bình thường vậy đó. Thôi đi đừng có lừa tụi chắc em. Chắc vậy đó. Chắc cái gì mà chắc, em nghe nói lính là phải trẻ lắm á. Trời ơi sao ba anh người nào nói già đều như nhau á. Em anh xin nhìn nha. Em nhìn sao mà em nghĩ sao ba anh già đều. Nè em nhìn đi. Đây. Nè, cái già nó thể hiện rất rõ trên gương mặt. Hiểu không? Bởi vậy. Đó, ha. Em thấy ai già hơn ai? Tỉnh ra. Ba người là bằng tuổi nhau không hay sao? Đúng rồi. Ba tụi anh bằng tuổi nhau đó. Hả? Ba người vậy? Cái gì? Hả? Ba người bằng tuổi? Đúng rồi. Anh đặc biệt là nhỏ tháng hơn hai người mày. Trời ơi, em không vậy?
Thiệt. Trời sao dữ vậy? Sao ở ngoài biển mà sao già dữ vậy? À, thông cảm em ơi, biết đi nắng gió đó rồi thành ra nó mau già vậy đó. À, vậy đó hả? Ổng già nhất á. Chết một nắng gió mà già. Đúng rồi. Anh làm ơn anh Nghi, anh bớt ra biển giùm em nha, bớt ra gió giùm em. Sao vậy? Anh bị hát quá. Anh hát nhất nhà, anh hát nhất trong ba người đó. Ổng thấy chúa đảo không? À. Em nói vậy chứ ở đây em cũng khen hết trơn á. Khen sao? Nói là ai gặp anh nó Nghi ơi, trời ơi mày đẹp nhất chuồng. Trời ơi. Anh không lẫn vào đâu được. Nó giỡn. Ủa, anh không có ý gì đâu nha. Thôi em không nói nữa đâu. Tại vì anh hên là anh ở đảo này, chứ anh ở đảo khỉ rồi chết anh. Tụi em mệt không? Dạ mệt quá. Thôi giờ nghỉ Nhưng ngơi mà bây giờ ha. Khẳng định là ba anh là lính thiệt phải không? Đúng rồi. Hả? Lính đảo thiệt phải không? Đúng rồi. Như vậy thì tụi em. Ủa tặng quà hả? Tặng quà cho tụi anh hả? Dạ. Không có, bây giờ tụi em xin chào ba anh lính đã sao. Chào các em sao nha. Thấy chưa, thấy chưa. Mấy anh ơi. Gì? Mấy anh thấy cô ấy vừa khen tụi mình không? Ừ. Cái gì? Mấy anh nói, mấy anh thấy là cô ấy vừa nói là gặp anh mình. Em tụi mình là đã làm sao. Gì? Cổ nói á, mình là những người lính đảo xa. Ra là vậy. Đúng rồi. Một trưa hè trôi êm trôi êm trên mái biển tình ta chung bước. Biển xanh xanh trời xanh màu ngọc bích, cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau. Yeah. Ôi mình hát cũng được lắm mà ta, mà tại sao á mọi người không bao giờ nghe mình hát, cứ nghe Trúc hát hoài vậy không biết. Ủa anh chào Linh. À, chào Linh hát hay lắm đó. Cảm ơn anh. Trời ơi cho gặp Trúc một chút. Khoan, đi đâu vậy? Anh muốn gặp Trúc chứ. Anh làm em hụt hẫng quá. Lần đầu tiên có người khen em hát hay mà tự nhiên bỏ đi vô nước vậy. Lại đây ngồi đi. Ờ vậy hả? Khỏe không? Khỏe. Linh yeah. Khỏe không? Dạ khỏe. Trúc khỏe không? Dạ Trúc khỏe hơn em. Ờ vậy. Dạ. Ờ em quên chăm trà rồi, thôi nghỉ uống đi ha. Anh. Hả? Kiếm Trúc gì vậy? Ờ có chuyện chút. Có chuyện gì? Thực ra là Trúc hát hay lắm. Trời, Trúc hát hay tuyệt vời luôn. Thiệt, sao chưa bao giờ tôi thấy ai mà có một giọng hát mà truyền cảm như vậy hết á. Hồi nghe riết nghiền luôn á. Định qua biết nghe rồi. Kêu Trúc hát nữa đúng không? Anh kỳ ghê vậy đó. Nó mới hát tức thì rồi giờ kêu nó hát nữa. Hơi sức đâu mà hát hoài vậy anh. Trúc khỏe mà. Khỏe gì khỏe, khỏe thì khỏe nhưng mà hát hoài thì hết khỏe. Riết rồi nó viêm họng, nó khan tiếng. Có người rảnh rang nè, xong kêu hát đi em hát cho nghe nè. Nãy nghe rồi. Nhưng mà con người mà có phải cái máy rồi mà bắt nó hát hoài vậy. Nhưng mà nó... tội nghiệp nó lắm anh ơi, thấy vậy chứ phải vậy đâu nha. Biết bao nhiêu chuyện phải lo đó anh. Ủa có chuyện hả? Có sao không? Ủa chuyện gì vậy? Tâm sự loài chim biển cho nghe. Gì vậy? Là... mà thôi đi. Mắc công lắm, người ta nói em á là ăn thèo lèo rồi thèo lẻo suốt ngày đó. Không nói đâu. Thôi nói đi mà. Chuyện là vậy nè. Ờ sao em? Trời ơi con Trúc á, nó khổ lắm anh ơi. Không phải riêng con Trúc đâu mà em cũng khổ nữa. Gia đình của tụi em xuất thân từ nghèo khó mà vươn lên. Ta nói vươn hoài mà vẫn nghèo anh à. Không biết làm như cái số hay sao đó anh. Ta nói nha, làm bao nhiêu cũng nghèo, không bao giờ mà có tiền. Đến nỗi mỗi năm mà dịp Tết đến á, là tụi em phải phụ gia đình để mà làm thêm cái gì đó bán, để mà có tiền trang trải cho nhà. Trời ơi, tụi em giỏi quá hả? Dạ thôi anh ơi, em kể nữa đâu. Đâu kể anh nghe coi. Dạ thôi đi anh ơi. Anh biết có chuyện gì mà. Thôi không có kể được đâu, mất công ta nói là em ăn thèo lèo rồi em thèo lẻo nữa. Không sao đâu. Chuyện là như vậy. Trời ơi con Trúc nha, tội nó lắm anh ơi. Ta nói Tết năm nay nè, phải ra đây phục vụ văn nghệ cho mấy anh lính đảo xa như anh đó, nên đâu có làm gì thêm để phụ nhà đâu. Không có làm cái gì ra tiền để gửi về cho quê. Rồi không có tiền mua một bộ đồ mới để mặc cho có với người ta nữa chứ. Em nói giỡn chứ. Tôi thấy Trúc mặc đồ đẹp lắm à. Bộ đồ nó thường mặc hả? Hả? Không phải đồ của nó đâu, đồ của em cho nó mượn đó. Mà bộ đồ đó em cũng phải là chính chủ của nó nữa.
em mượn của dì em. Dì em á, mướn của bạn dì em. Mà bạn dì em phải đi vay của chú dì em. Mà chú dì em bạn nó là phải đi vay của một người cậu mợ thím của một người bạn khác. Cái chuyện này cái bộ nó khó hiểu quá. Mà rút lại đi, là cái bộ đồ đó là của ai? Dạ không phải của em. Không phải của tụi em luôn, của người ta đó anh à. Trời khổ vậy hả? Khổ lắm anh ơi, hoàn cảnh nó nghiệt ngã, tội nó lắm anh ơi. Thôi Linh, em không kể nó đâu, không Linh, kể. Linh, nói nè, thôi giờ Linh cứ nói đi, rồi có gì anh có giúp được gì anh giúp. Dạ ha? Thôi đi anh ơi, thôi mà em không có kể đâu, mất công người ta nói là em ăn thèo lèo rồi em thèo lẻo nữa. Có đâu, kể đi. Là như vậy nè, em kể một mình anh nghe thôi nha, em không có kể người khác nghe đâu đó nha. Trời ơi, con Trúc đó, ra đây nè, nó có mang thèo lèo theo. Ồ vậy hả? Thèo lèo cất chuột đó anh. Cái món dân dã ở miền quê của mình anh biết không? Trời ơi cái món đó anh thích lắm. Vậy đó. Tụi anh ở đây ai cũng thích hết á. Mỗi lần nhìn thấy cái món đó là coi như là thấy Tết nó ào về vậy đó. Mình ăn cái xong mình nhớ quê nhà, mình nhớ những cái ngày Tết. Em nhớ cái ngày 23 Tết mình hay cúng. Đưa ông Táo về trời. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Vậy là mình ăn cái món đó để mình nhớ lại cái Tết của quê hương đúng không anh? Ủa, à, thôi anh có... đi, anh nói vậy thôi chứ thật ra anh không có thích cái món đó đâu. Không, anh thích không? Mà. Tại vì á, Trúc á, nó nói là bây giờ thôi ra ngoài đây phục vụ mà không có buôn bán gì được, thôi đem ra đây, đem thèo lèo ra đây để tặng mấy anh ăn cho Tết cho vui. Trời ơi, tặng. Tặng. Không có bán đâu nha, đừng có nó bán mà vô quan cho tụi em. Đây nè, tụi em có đem sẵn ra đây nè. Mấy trăm bịch ra đây để tặng mấy anh ăn đây nè. Thèo lèo nè, cất chuột ra. Linh ơi, thôi vậy đi, công tụi em xách ra mà tụi anh đông lắm, mà tặng làm sao mà tặng nổi. Tặng thôi giờ để đó. Anh mua đi ha. Thôi, thôi. Ủa sao vậy? Dạ anh sĩ chung em nha. Ủa sao vậy? Trời. Em hả? Không có được trả tiền cho em nha. Không hả? Nó còn Trúc mới đánh em chết luôn đó. Không. Nó không có cho em lấy tiền đâu. Anh làm gì là kỳ lắm anh ơi. Mặt mũi nào mà em lấy tiền mấy anh. Vậy giờ em muốn tặng thiệt hả? Dạ, tặng đó anh ơi, tặng. Tặng mấy anh. Thôi mà Linh à, thôi giờ em cứ bán đi, không có sao đâu. Anh mua, anh mua ủng hộ em nha. Thôi giờ anh mua em 20 bịch ha. Thôi, trời mua chi nhiều vậy. Một mình anh ăn mà sao 20 bịch. Làm sao mà ăn hết rồi bỏ uổng nữa. Chứ mua mấy bịch? Thôi mua một bịch thôi được rồi, mua chi nhiều. Một bịch hả? Tụi nó dành nó ăn chừng chút xíu là hết liền à, không đủ đâu. Thôi giờ anh mua 10 bịch đi ha. Thôi mua nhiều quá thôi. Vậy thôi 5 bịch. Thôi nhiều quá. Vậy chứ nhiều. 22 bịch được không? Được rồi, à, em có 22 bịch dạ, hả? Có sẵn 22 em bịch, sang được rồi. Ra cái vỏ nhỏ rồi, mỗi bịch là 22. Còn giá cả thì em trời tính... anh yên tâm đi, em không có muốn lấy tiền mà anh ép thì em phải lấy thôi. Cho nên làm sao mà em tính mắc anh được. Ở đất liền em bán là 20 ngàn một bịch. Thì ra đây đảo xa vậy em phải bán rẻ hơn. Em tính 30 ngàn thôi. Tiền xăng đó anh, phải ra tiền xăng đó. Đúng rồi, đúng chứ rồi. Em không có lấy tiền này mà lấy tiền xăng được rồi, thôi. Vậy là tổng cộng là nhiêu tiền em? Dạ, để em tính cho nha. Một bịch là 30. 20 bịch là 600. 600 thì thêm 2 bịch nữa là 60 ngàn. Là 660 ngàn. Thôi chỗ quen biết em tính 700 đi. 700 ngàn 22 bịch dạ. Đây đây nè. 700 hả? Dạ 700 ngàn. Bỏ vô đây đi, 22 bịch nè anh. Dạ. Anh là ép em lấy, em mới lấy chứ em không muốn lấy tiền anh đâu đó. Hay có đem tiền theo không? Anh qua đây không có định mua, thành ra không có tiền. Thôi để em đưa em sau được không? Anh không có đem theo một ngàn nào hết trơn hả? Không đem theo. Trời chết cha. Trúc nó biết nó la em chết luôn. Thôi bây giờ chỗ quen biết á thì mình ký tên đi anh nha. Anh có lấy của em 22 bịch nha. Anh Phong nè, lấy của Trúc chứ không phải của em đâu nha. Em bán giùm Trúc. Bán giùm. Nhưng mà đừng nói với Trúc biết nha. Mà không được nói cho ai biết luôn nha. Em chỉ lấy tiền của một mình anh thôi nghe chưa. Nè lấy của em 700 ngàn nha. Rồi anh ký tên. Ký luôn đi. Anh ký chứ. Anh ký. Rồi, Phong. Dạ, mai lấy nha, mai rồi, trả rồi, tiền. Rồi, mai đưa luôn ha. Mai trả tiền rồi. Nha, sáng mai nha. Rồi, giờ anh vô gặp thôi, Trúc đi về đi, đây về đi về. 22 bịch được rồi. Mua 22 bịch hả? Vô nghe đi. Trúc nó mới ăn cơm, nó khỏe rồi. Nó khỏe rồi hả? Giờ hát được hả? Rồi. Bao nhiêu bài cũng được hết. Rồi, thôi cảm ơn. Ê, lấy, Trúc vừa ra lấy.
À thôi bữa nào đưa tiền lấy luôn. Rồi cảm ơn em Trúc nha. Trúc nó biết. Cảm ơn anh nhiều nha anh Tôn. Ủa anh Nghi. Anh đi đâu vậy? Đi đi kiếm. Kiếm em hả? Ngồi xuống đây đi. Ê hả? Đó hả? Trúc. Có túi vậy kiếm Trúc hoài à. Ra đây ngồi đi. Nó có chuyện rồi chút nữa mới gặp được. Ủa vậy hả? Ngồi xếp hàng đợi đi. Trúc 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 tối ngày Trúc hoài. Ngồi xuống. Ngồi đâu vậy? Ngồi đâu? Bên kia chứ đâu. Không biết, tưởng nó ngồi được ngồi đó chứ. Cứ ngồi nó đâu biết. Ngồi biết khôn quá à. Kiếm Trúc làm chi? Nghe, nghe có hát. Hát nữa phải không? Sao tối ngày nghe Trúc hát hoài vậy hả? Sao tôi cũng hát hay mà không nghe tôi hát là sao? Ủa em hát được sao? Em hay hát mà hát hay nữa chứ. Vậy hả? Ừ. Trời chưa nghe nghe. Chỉ nghe Trúc hát thôi, thấy em đứng dưới em ngó ngó lên thôi chứ đâu thấy em hát đâu. Em thì quản lý của nó thì sao mà em được hát? Trời ơi. Bữa nào em hát riêng cho nghe. Vậy hả? Ừ. Dù anh bận công chuyện dữ lắm nhưng mà cũng vẫn nghe em hát. Bận gì? Nó nghe nè. Em tới đây cũng lâu rồi đó mà không biết anh chức vụ của anh ở đây là cái gì hả? Nói đừng cho người ta nghe. Sao? Người ta đánh giá anh. Vậy đó hả? Anh làm gì? Chỉ huy. Wow. Làm lớn dữ vậy hả? Trời ơi, mấy đứa này đã bị thằng Phong thằng lấy rồi đó, Dương rồi đó, anh phạt nó hoài. Trời ơi. Anh làm vui thôi cho buồn lại đem nó ra phạt. Trời ơi. Ủa anh có quy quá vậy hả? Dạ thường thôi, không có quy gì tại trời khổ lắm em ơi, không phải trách nhiệm của mình làm, mình phải chịu thôi. Chứ không phải là anh ham muốn gì cái chức vụ đâu. Vậy đó hả? Trời ơi, em không ngờ nha, một người già như ông anh mà làm cao dữ vậy đó hả? Cao cao. Anh làm lớn vậy chứ anh có nhiều tiền lắm hả? Thì cũng dành dụm chút đỉnh. Em biết là lương lính tráng là đâu có được bao nhiêu đâu. Nhưng mà nhờ đó ăn sáng ăn bớt. Ê không phải, phải. Nhờ biết dành dụm đó thì cũng tụi nó ăn chơi dữ lắm. Ôi trời mấy người đó ăn chơi dữ lắm. Còn anh dành dụm để mà sau này có khi mà cưới được vợ đó, lấy tiền cho vợ. Cũng chút đỉnh giống như đại gia đảo này thôi chứ không có gì. Anh làm đại gia cả cái đảo này luôn hả? Dạ, mà khó thánh lắm, khó thánh lắm. Anh khá quá hả? À, đỡ thôi. Trời ơi, anh cũng mơ ước được người vợ để mà bao nhiêu của cải anh cho hết, cho hết. Anh không có cần gì hết trơn á. Xin qua anh, xin qua, xin qua. Vậy hả? Xin qua anh kia, xin qua anh kia. Ủa vậy anh Sơn? Để em qua. Thôi được rồi, xin qua đi. Tự nhiên em thấy thân thiện với anh quá. Trời, anh biết không? Trời ơi, từ đó giờ em thấy anh hình như có cái gì đó rất là hợp với em á. Trời ơi, em biết không? Nói thiệt cái đảo này đó. Sao anh? Anh hả? Cái tay của anh á. Lộn. Không sao, cái này anh cứ để thoải mái đi. Anh để đây. Nhưng mà nếu em chịu anh return lại. Còn nếu em chịu anh để luôn đi. Sao hết trơn. Tại tụi mình cũng thân với nhau rồi. Vậy nè, em có chuyện muốn chia sẻ với anh. Được thì anh giúp, không thì thôi, chứ em không có ép gì hết á. Em nói đi, em nói đi, nói đi. Thật ra cái chuyện này á, cũng không phải của em, của ông Trúc. Chuyện gì, chuyện gì? Ông Trúc bạn em á, thật ra nhà nó cũng khổ lắm anh ơi. Tôi nói nha, làm á, mỗi năm á, là phải kiếm tiền để mà gửi về quê cho nhà. Mà Tết nay á, là phải ra đây phục vụ cho mấy anh lính á, đâu có làm gì thêm được không đâu. Không sao, không sao, thấy nó nghèo, thấy thương lắm. Tối nay anh nó hát anh bo cho nó 100. Gì? Bo hả? Ôi bạn em đâu có cần tiền bo của anh đâu. Vậy xin lỗi, vậy anh Trầm tự ái em rồi. Đúng rồi, em thấy không? Bạn em cần cái thứ khác. Biết, anh tiền nhiều lắm luôn. Nhưng mà anh đó, quá cô đơn. Chứ phải chi mà anh có người yêu đó như em này nè. Trời đất ơi, thôi. Chè ăn chè đậu đen. Chè đậu đen với... Quê. Đi đâu ạ? Anh biết là hôm nay á là có tụi em tới đảo tụi anh. Cho nên anh mới xuống bếp nấu hai chén chè đậu xanh. Một chén cho Linh, một chén cho Trúc. Hey. Trời ơi, nấu chè cho em ăn nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi, hồi nãy hát là đậu đen, bây giờ nói là đậu xanh hả? Ủa, anh hát là đậu đen hả? Thích lộn. Anh nấu chè đậu xanh với nước cốt dừa. À vậy á hả? Giờ em dùng một chén, rồi một chén để anh đem vô cho Trúc. À khoan đi. Trúc mới là bận công chuyện rồi. Ngồi đợi đi. Mà thấy là kia ngồi đây không?
Đang xếp hàng á hả? Ngồi đi. Vậy ai trong đó? Ngồi đi. Chuyện người ta mà hỏi cái gì? Sao vụ gì? Hả? Mày nấu hả? Ừ, nay em nấu á. Mày nấu ở đâu hả? Dưới bếp anh. Bịt lại. Gì vậy? Dạ. Trời ơi, trời. Tao hỏi mày xuống mày quậy dưới bếp tao phải không? Trời đất ơi, nhắc đến bếp tôi mới nhớ nè. Trời ơi, nghĩ làm sao mà để cái bếp mà nấu xong. Gì vậy anh, sao bóp cổ người ta vậy? Anh đi giúp đỡ, anh giúp đỡ tụi nó vậy thôi. Anh la tụi nó xuống bếp mà nó quậy tùm lum á. Mấy thằng đầu bếp nó thấy rồi nó la lại, rồi nó bét cho anh á. Anh đi, chỉ huy khó lắm. Trời đất ơi, cái bếp đâu mà vô hay không chịu dọn dẹp. Dù chiếu một lát anh đi la cho mà xem. Thôi yên tâm đi, để cho anh Nghi ảnh la cho mấy cái người đó không có dọn dẹp bếp anh ha. Bởi vậy? Đâu, bếp đó có mình ảnh hả? Hả? Bên gì? La gì ông nội? Ông bị sếp la thì có nha. Vậy với lại tôi thấy ông để cái bếp, ông để quên cái điện thoại như là bạn gái ông gọi mà không nghe kìa. Là sao? Hả? Anh nói anh cô đơn mà sao bạn gái gọi? Bạn gái gì? Rồi anh nói là anh là chỉ huy, rồi tự nhiên nói là anh cái bếp là của anh là sao? Hả? Chỉ huy nói hả? Là chỉ huy của hai anh á, anh với anh Phong luôn á. Anh chỉ huy. Ảnh á là biết làm gì trong bếp không? Làm gì? Anh nuôi. Hả? Sao anh nổ banh nhà lòng luôn vậy anh? Nổ cái gì? Nói không đúng có lý hả? Sao? Tôi không là sếp tụi nó được hả? Không có tôi tụi nó có cơm ăn không? Đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi, hay quá. Nổ với em nè, nói là trời ơi, làm chỉ huy rồi giàu lắm, đại gia của cả vùng đảo này nữa chứ. Trời ơi. Ôi, hôm nay tôi mới biết đại gia của đảo. Cái gì? Gì? Nó nói gì? Thôi, làm ơn đi, tỉnh táo giùm tôi một cái. Bây giờ nhờ giúp người được không? Ê, chè của tôi đó. Lộn, trời ơi. Tưởng nước uống. À, anh rảnh không? Gì? Anh qua đây ngồi được không? Gì vậy? Cái phong thủy nói là tôi ngồi bên anh á, nó sẽ hợp phong thủy hơn. Rồi, ngồi đi. Ngồi đây phải không? Chứ nói đại chứ ngồi đây cho rồi đi. Mày. Ê! Gì? Tôi kêu anh qua đây mà. Ngồi đâu cũng là ngồi. Làm gì vậy? Sao mà ảnh sáng hơi gái dữ vậy anh? Cô bển nhìn tôi cái đi. Giờ mình hết thân rồi. Mình lật mặt nha, mình hết thân rồi. Đuổi xô hoài trời. Ai cũng đuổi tôi vậy. Giờ vậy nè. Sao, có chuyện qua gì? Qua kiếm Trúc phải không? Đúng rồi. Trúc nó đang có tâm trạng đó. Hả? Trúc có tâm trạng hả? Mới chia sẻ với anh Nghi rồi, hoàn cảnh nặng nề lắm. Bây giờ giúp đỡ được không? Giúp đỡ cái gì? Rồi Trúc tâm trạng mà sao nhìn mặt lên cũng tâm trạng quá vậy? Tôi là bạn thân. Đúng tôi rồi. Tôi phải buồn cho bạn của tôi chứ. Đúng không? Tội nghiệp con Trúc lắm. Nó có nhiều hoàn cảnh lắm anh ơi. Nó đang khó xử lắm. Nãy em nói vụ Trúc á. Dạ. Em nói bên nửa chừng ngưng à. Dạ. Sao em kể lại cho tụi anh nghe coi. Trúc anh, sao? Anh có muốn nghe không? Muốn nghe chứ. Em kể cho tụi anh nghe đi. Thôi em không nói đâu. Nói mất công mà. Người ta nói em là ăn thèo lèo rồi thèo lẻo, nó chết em luôn. Không có sao đâu, em cứ thèo lẻo với tụi anh đi. Tụi anh hứa là sẽ không có thèo lẻo cho người khác đâu. Số là như vậy nè. Sao em? Con Trúc nó tội nghiệp lắm, nhà nó rất là nghèo. Ba má là làm bao nhiêu cũng không có đủ để nuôi cả nhà. Rồi con Trúc á, ngoài cái chuyện đi học ra còn phải đi làm thêm nữa. Mà Tết này á, đâu có làm thêm được cái gì đâu. Ra đây phục vụ mấy anh văn nghệ rồi nè, không có kiếm thêm được cái gì hết. Không có tiền gửi về cho nhà, không có tiền mua bộ đồ mới để mặc. Nó phải mượn đồ của em, mà em phải mượn của dì em. Dì em phải mượn của bạn dì em. Mà bạn dì em phải dây của chú dì em. Rồi chú bạn dì em phải mượn của chú cậu của dì bạn em nữa. Trời, cái gì vậy em? Nói chung là bộ đồ của người ta cho tụi em mượn. Mà mượn toàn tập vậy đó hả? Dạ, mượn khổ trời lắm. Thấy thương quá vậy. Trời, chưa hết đâu nha. Tao nói hả, khi mà ra đây rồi không có việc gì làm hết nên nó phải kiếm thêm bằng cách là nó đem thèo lèo ra đây để mời mấy anh ăn không đó. Cái gì? Ăn không hả? Ăn không. Làm sao mà ăn không được trời. Tôi phải trả tiền cho người ta chứ. Cái gì vậy ông nội? Vậy? Trời ơi. Đâu mà từ đây mình qua đây nhanh quá vậy? Sao lợi dụng hoàn cảnh quá vậy? Nghe nói chịu không nổi, làm như mộng du. Mộng du gì, mộng du khôn quá. Sao không ôm anh Dương đi, ôm tôi? Không phải ôm, trời ơi, không phải ôm, giống ôm chứ không phải ôm đâu. Trời ơi, chứ gì nữa.
Bây giờ sao hoàn cảnh con Trúc vậy thì tội nó quá. Em mà có tiền là em mua hết cái bịch thèo lèo để giúp đỡ nó em mới thiệt. Tại vì em nghèo quá, không có tiền để ủng hộ nó chứ. Ủng hộ người ta đi. Khổ quá. Phải ủng hộ chứ. Em yên tâm đi, bây giờ này em có bao nhiêu á em đem ra hết đi, tụi anh ủng hộ cho em với Trúc. Thôi anh ơi, nhiều lắm chứ mấy anh làm sao mà mua hết được. Anh nói em nghe nè, tụi em á ra đảo đây á là tụi anh rất là quý, rất là thương, rất là xúc động phải không? Rất là xúc động. Em còn xúc động nữa mà. Đó, chính vì vậy á mà tụi em mà đem ra còn tặng anh nữa làm sao đành, đúng không anh? Bởi vậy. Đó, cho nên em cứ đem ra đi, tụi anh gửi tiền lại cho tụi em. Thôi đi anh ơi, thôi đi anh ơi, trời ơi mặt mũi nào mà tụi em lấy tiền của mấy anh chứ. Nói vậy là sỉ nhục em á anh. Thôi bây giờ tiền của nó rồi, phải lấy chứ không lấy không được. Anh ép em mới lấy đó nha. Cứ lấy tiền ra đi. Giờ thì cứ coi như là bây giờ em tặng anh cái thẻ lèo cước chuột thì anh tặng lại cho em cái số tiền đó, chịu không? Anh nói vậy thì em đâu có dám mà từ chối đâu. Em sợ là anh nói là em khi dễ tiền của anh nữa. Thôi em lấy cho. Đúng rồi. Mà mua ít ít thôi, đừng có mua nhiều quá nha. Mua ít thôi. Thôi tội nghiệp ra. Không sao đâu, anh mua nhiều đi, yên tâm đi. Thôi mua một bịch được rồi. Mua có một bịch đó hả em? Thôi một bịch thôi. Thôi nếu mà em cảm thấy bán một bịch thì em sẽ mua một bịch. Dạ nè, một bịch nè anh. Một bịch bự hả em? Dạ một bịch đó. Một bịch bự, ở trong đó có những bịch, một bịch nhỏ đúng không em? Dạ có 22 bịch nhỏ thôi à. Đâu? Tại vì em chia thành phần vậy cho tính tiền cho nó dễ đó anh. Dạ đó. Nhà làm á. Nhà làm hả? Nghề gia truyền á, nói từ đời này qua đời kia là không có chỗ nào ngon bằng chỗ nhà em làm. Ủa nhãn Trúc làm á. Sao nó móc ra chân rồi á? Ai nhãn Trúc nó mới làm tức thì rồi đem ra luôn chứ đâu móc. Mà mua có cho ăn thử không? Trời ơi đây là bao ăn luôn nè. Bao ăn luôn á? Thôi thử cái gì mà thử. Bây giờ ảnh không tin thì cho ảnh ăn đi. Tại vì bán là phải có cái sự tin tưởng nhau đúng không? Đây nè. Trời ơi người ta bán người ta lời có nhiêu đâu đòi thử nữa không ha. Cái này là không phải là thử, không phải là ham ăn mà kiểm định. Trời ơi kiểm định nữa hả? Coi nó có còn tốt hay không, có đáp hay không. Ăn đi rồi anh ăn nghiền luôn cho coi. Em bảo đảm nhà em làm, nhà ơn Trúc làm là số 1 mà. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Phải thấy làm như nó móc rồi vậy đó. Móc cái gì, em mới làm tức thì mà móc cái gì? Cái đó người ta bộn người móc gì anh hai? Gì vậy? Hả, cái gì vậy? Cái gì, chuyện gì? Cái gì vậy? Sao mà cứng đậu phộng người ta giòn mà cứng cái gì anh? Hình như anh đang giả phải không? Đang thiệt. Mày nó cứng dữ vậy? Nó ngon có dược gì hết trơn tụi anh. Trời ơi, nhai đó hả? Chắc này là răng mới nhú lên hay sao đó. Cái này mà mời làm đại diện sản phẩm thì người ta phá sản quá à. Trời ăn gì đâu mà thấy khó khăn dữ vậy trời. Ông ơi, ông có làm quá không? Ông tôi thấy cái... Anh ăn thử cho em coi coi. Ăn gì mà làm thấy khó chịu gì đâu á. Ừ. Đặc sản của người ta mà thì chê lên chê xuống à. Ủa nói gì sao ăn hết luôn vậy đó hả? Giờ mới thấy thấm. Ăn ngon. Ăn hồi nó mới thấm, nó ngon. Ngon hả? Ngon. Vậy mua đi nha. Ừ. Chứ này là lỡ ăn còn phải mua đó nha. Lấy tôi giờ 4 năm bịch đi. 4 năm bịch hả? Ừ. Dạ, vậy là anh mua 9 bịch. Vậy. Anh nói 4 năm bịch, 4 cộng 5 là 9. À. 9 bịch. Kỳ á. Gì đâu kỳ, anh nói muốn. Đại gia mà chín bịch có gì nhầm nhò gì rẻ rồi, lắm đại gia, anh đúng không? Một bịch rẻ lắm rồi. Chín bịch gì nhiêu? Dạ dạ một bịch đó là 30 ngàn. À? 9 bịch 9 x 3 = 30. À? 9 x 3 = 300. 300 cộng với tiền xăng em từ đất liền ra cộng thêm 20 mới là 320. Dạ cho em xin 320. Ôi chín lần 30 hả? 9 x 3 = 300. Họ đã học trường ấy mà. Dạ. À vậy là gì nhiêu bịch? Dạ 30 hả? Dạ 30 ngàn. Lấy một bịch thôi. Trời đất ơi trời. Cái kẹo cũ gì mà bài đắt là bán nhà mắt. Cây bịch cũ 9 x 3 = 300. Phải lấy một bịch đó bà. Mệt quá luôn thiệt á. Trời ơi còn cái bịch này đó. Sao có 25 ngàn vậy? Ba cái đồ cũ này bán gì cho mắt. Trời quá. Tự nhiên ép giá xuống 25 ngàn luôn hả? Phải, nhưng mà cái đồ cũ bán gì mắt thôi, đi về nha. Ai lấy đồ đó vậy? Bịch được khui rồi, ai lấy? Ai ăn? Tôi lỡ ăn rồi, ai lấy? Tặng luôn cho rồi đi. Cha, con quyền lại cha. Trời đó, cái gì làm mất mặt, cái gì trời. Làm mất mặt chiến sĩ quá hả? Cái gì? Mua con bịch lấy 2 bịch làm sao? Bây giờ bịch được khui rồi, ai ăn? Bán ai được? Thôi được rồi, được rồi. Bà coi như là tháng 7 đi. Tháng 7 mưa giông cô hồn xuất hiện rồi, vậy đi. Thôi,
Đó. Nhìn gì nữa, cái này là của anh Dương rồi, tính tiền hết rồi. Cái này 9 bịch á, 9 lần 3 là 300. Đó, lấy đi. Thôi thôi, đừng có buồn. Bây giờ coi như là thôi anh mua hết. Bịch nhiêu? Dạ em nói rồi, 30.000 bịch đó. 30.000 bịch đúng không? 22 bịch của anh là coi như là nè, 22 bây giờ là 600. Anh đưa em này. Đó, 20. Rồi. Bây giờ anh đưa em 200. 200 bịch. 200 là gì? 200. Tại sao? Ủa là em có lỗ không ta? 22 bịch là phải 700 chứ. Vậy 200 là sao anh? Ủa anh, vậy hình như anh tính ra anh là cha của anh Nghi luôn á. Ok em xin lại cái này nha. Thôi anh giỡn với em hoài à. Thôi anh thiếu em đi nha. Thiếu em 500 nha. Không phải, vẫn chơi chứ giờ tụi anh còn có nhiêu đây à. À thôi cứ để rồi, cứ coi như là 200 một bịch đi. Anh lấy một bịch thôi. Thôi không có được, em bán sòng phẳng không có lợi dụng khách. Vậy bây giờ coi như là anh ký tên đi. Anh thiếu em 500 đi. Rồi tiền lương của anh vậy, là... vậy cũng được nữa hả? Được hết á, em sẽ du di cho tiền lương của anh tháng này là em lấy. Rồi. Cảm ơn anh. Mình nhớ nha, dạ. Tôi ăn này mà tối tôi bị cái gì đó là bồi thường tôi đó nha. Không có chuyện gì đâu. Mệt quá à, đã keo kiệt còn bủng xỉn rồi còn đổ thừa người ta nữa. Keo gì, đưa đúng giá thôi. Anh, không có kể lại con Trúc nghe nghe chưa? Nó mà biết được á là nó buồn em. Trời, cái đàn ông ai mà đi nhiều chuyện kiểu đó trời. Đánh tôi biết đánh tôi mà thiệt. Yên tâm đi. Anh với anh này kín miệng lắm, không bao giờ nói ra đâu. Anh với anh Nghi á là phải cẩn thận, mà không được nói cho người nào biết luôn nghe chưa. Mấy anh lính khác cũng không được nói nghe không. Em chỉ có bán cho hai anh thôi đó. Trời, ai gì đàn ông ai nhiều chuyện nghe trời. Nhưng mà tụi anh được, có được nói với Phong không? Không có được nói luôn nghe chưa. Không, không được luôn hả? Không được nói luôn nghe không. Anh Phong cũng không biết chuyện này luôn nghe không. Sao? Ai nhiều chuyện trời, đàn ông mà ai nhiều chuyện trời. Rồi rồi rồi, vậy bây giờ hai anh về đi. Ủa, cái gì đủ vậy? Dạ rồi. Mày bưng chè vô cho Trúc chứ. Trúc nữa, Trúc mới ra nó ăn. Còn em ăn chung nó được rồi thôi, anh về đi. Không, anh phải gặp Trúc. Trúc cái gì, Trúc nó bận về. Rồi Trúc cái gì, lát ra ta ăn. Trúc cái gì, trâu đi, ra về. Về nha. Gì nữa vậy? Phải. Lát nó rồi Trúc ra đó, nói à, anh có đến thăm nha. Nghi hả? Nghi có đến thăm. Nói tối nay nếu rảnh á thì mời ra bờ biển á, đờn ca chơi, anh em mình đờn ca chơi vui nha. Tụi anh làm mấy món nhậu chơi vui lắm nha, anh về nha. Ừ, bởi vậy mua có một bịch nè, đưa 25.000 mà rờ quá trời rờ. Nghĩ sao cho ông Trúc hát cho anh nghe? Không có đâu nha, hát cho anh nghe. Người nào mà mua nhiều á thì mới được nghe hát nha. À sẵn ở đây á, Linh nhớ ăn hết chén chè đậu xanh nha. Cảm ơn anh nha. Hổ bài. Hổ hổ đi. Bảy trăm cộng 500 cộng thêm 25.000 nữa, 1.225.000. Đâu rồi? Đi vô đi. Trời ơi. Ủa? Anh không. Ủa gì vậy anh? Trúc đâu? Trúc có công chuyện rồi. Có gì? Đi đâu vậy anh Nghi? Đi đâu vậy? Nghe nói Dương ở đây nè. Dương đâu? Cái gì? Thằng Dương ở đây. Anh Dương ở trọng. Dương ở đâu? Không phải, bình tĩnh. Cái gì đó bình tĩnh. Trời ơi, ngồi xuống đi. Làm ơn ngồi xuống đi mà anh Phong. Không có bình tĩnh gì được hết á. Nói chuyện gì nói cho em nghe coi. Ngồi xuống đi. Làm sao bình tĩnh nổi? Dương ở trọng á. Nghĩ sao? Để tâm tình thôi chứ làm gì. Tao biết rồi. Sao vậy? Cái gì vậy? Ủa sao ngồi xuống đây? Linh nghĩ coi. Trời ơi. Trời ơi, bên kia. Hồi quá, lúc nào ôm được hết. Ôm gì trời, tự nhiên làm ta thả khoái lắm. Lợi dụng ta không lần. Vụ gì vậy anh Phong? Tôi hả? Viết cho Trúc hả? Một lá thư dài 5 trang luôn. Khổ A4 đàng hoàng. Trời ơi, viết biết bao nhiêu tình cảm ở trong đó. Trời, viết bao nhiêu cái hứa hẹn ở trong đó. Thở đời nay, Trúc trả lời tôi nè. Coi nè. Ba thư vậy nè. Trả lời là tốt rồi. Trả lời như đây nè. Trời. Để coi mà xé răng cưa vậy nè. Trời ơi, tệ. Có phải có coi thường bực mình không chứ? Đúng không anh? Đúng không? Người ta có lòng người ta sao vuốt hoài cái ông. Bà dính tôi không có nói không? Bà lợi dụng tôi cũng chưa nói. Mệt quá em đi. Thiệt đó nha. Em thấy bạn nè, bạn thân của em mà em thấy vậy cũng không được nữa. Trúc dù sao phải tôn trọng tình cảm của anh chứ đúng không? Viết anh, gì vậy? Anh có tình cảm với nó để đọc nó đã mới biết được chứ.
chúng ta chia tay nhau đi tạm biệt anh Trúc. Đúng rồi, cái câu này quá đúng luôn. Trời ơi, Trúc đẹp như vậy đó, đứng xếp hàng từ ngay cái đảo nè về tới đất liền luôn á, trai rùm rùm. Mày hay quá ha, mày hay quá ha. Trời ơi, tao sao? Ông về coi kiến ông lại đi. Trời ơi, để ông đây, để đẹp trai mà tôi. Nhưng mà bây giờ Tần Dương đâu? Thôi mà, em nói hai anh nghe nè, bây giờ Trúc nó tệ quá, thôi anh cũng đừng có dành tình cảm gì cho nó đi. Anh thích người khác đi, biết bao nhiêu cô gái trên đời này nó không phải được. Nhưng mà tại sao bà biết, ông biết bà Trúc thích ông? Trời ơi, bữa đó tôi đi chơi với Trúc. Ở ngoài bờ biển. Trúc nói với tôi á là em có tình cảm với anh rồi. Trúc nói rõ ràng như vậy mà tự nhiên bữa nay trả lời như vậy à? Trời ơi, ông không nghe người ta hát trên đài. Con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là mười. Mày chọc quê, hả? Bây giờ Trúc đâu, tôi muốn nói chuyện với Trúc. Thôi mà hai. Cái bài đó rất là hay nha. Bữa nào Trúc tập cho cho Dương rồi chúng ta cùng song ca bài hát đó nha. Song ca hả? Mày hả? Song ca mày. Ủa anh mày, gì vậy? Qua đây mày, qua đây. Chuyện gì? Qua đây. Phan xin cho em nói xíu đi. Bây giờ làm ơn đi Trúc. Bây giờ chuyện của những người đàn ông thôi. Bây giờ Trúc vô đi. Cái gì vậy? Trúc vô trong đi. Vô làm chi? Bể hết. Ủa nó rối ren lắm. Không có phải. Rối ren lắm thôi. Đi vô trong, Tự nhiên có chuyện gì tự nhiên rủ tôi vô trong? Ở ngoài đây gió lắm, viêm họng đó. Chào. Ê, ủa sao anh nói mày làm mặt ra già ngơ ngác hả mày? Mày nói xấu tao cho đã giờ mày làm mặt ngơ ngác hả? Thôi. Ủa em nói xấu cái gì anh? Trời đi, tôi diễn nữa, trời tôi diễn nữa. Mày xấu gì anh? Hiền quá, cái mặt hiền quá. Anh nói cái gì tôi không hiểu gì cơ vậy? Mày qua đây, Không hiểu hả? Mày qua đây. Đánh nhau hả? Để xử nó. Đừng có đánh nhau, đừng có xử. Đánh đi. Hỏi đi, hỏi cho nó ra lẹ. Xử ra nè. Ông đừng có sợ nha. Cái chuyện mà nó nói xấu ông á là chuyện bình thường. Ngay cả tôi nè, tôi đang tìm, tôi đang hiểu. Tìm hiểu Trúc. Nó chặn tôi, thấy không? Mày chặn tôi. Cái gì vậy? Hay không? Ủa, tự nhiên không cái gì tìm mới hiểu. Rồi cái ông thì nói xấu. Đâu là những cái tin mà rớt từ trên trời rớt xuống vậy? Mà mấy anh làm cái gì vậy? Xử nó đó. Xử là xử sao? Xử là vậy hả? Ủa gì? Ở đây tôi quy định thằng nào mà đối xử với bạn bè xấu á, tôi cho lét cho nó tới chết luôn. Để tôi khỏi tội. Trời ơi, xử là vậy đó hả? Nè, hả? Mày không nói xấu ta? Mày nói tùm lum là nguyên cái tiểu đội biết hết trơn rồi. Mày nói nào là tao là nằm tối ngày nằm trong xó bếp, mặt mày lo lem, rồi cái mặt dòm như viết giống cái nùi dẻ vậy. Trời đất ơi, trời sao những lời nói đó đúng quá vậy? Tại sao mày biết tao với Trúc mà tại sao mày bữa nay mày đi với Trúc là sao? Hả? Ủa cái gì thì đi qua đi nghe Trúc hát là chuyện bình thường mà. Có gì đâu, tôi với Trúc chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đâu có gì đâu anh. Bình thường thôi. Sao tôi nghe không bình thường. Linh. Cái gì vậy? Đưa lá thư đi. Thư gì? Lá thư nào anh? Đâu có lá thư nào đâu. Bình thường mà em trả lời anh vậy hả? Cái lá thư nãy lấy đó. Đâu có lá thư nào đâu. Đưa lá thư đi cho tôi. Cái gì vậy? Trời ơi. Mà làm cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Thủ tiêu. Thủ tiêu lá thư rồi. Trời ơi. Mày chắc coi phim như lắm mà thủ tiêu. Mà làm gì vậy hả? Trời ơi, một coi phim trinh thám gì sao vậy? Trời ơi. Con mắc nghẹn không? Điên quá à. Có làm sao không? Không có gì hết. Sao không em? Không có gì. Tội nghiệp quá ha. Anh đâu có lá thư nào đâu anh. Không mà có đây nè. Có bản copy. Cũng còn lâu quá từ vậy em coi. Anh nghĩ sao vậy? Anh viết cho em thư. Mà em trả lời anh như vậy đó hả? Cái gì đây? Chia tay nhau đi tạm biệt anh Trúc. Ủa? Em đâu có viết cái này đâu. Nó phải đến chữ của em. Hả? Em không viết, ai viết? Mày. Ôi. Sao cái chữ này giống nhau? Cái chữ của con Linh. Vậy là... Mày viết hả Linh? Linh? Cái gì vậy? Cái gì? Linh viết mấy cái này hả? Vậy là sao? Sao kỳ vậy? Em viết á, em viết á. Tại vì em ganh tị. Em dù sao á cũng đâu có đến nỗi tệ đâu. Mà anh nó dành tình cảm cho con Trúc chi. Anh không có chịu tán tỉnh em. Cho nên là em thấy anh cứ gửi thư cho nó hoài nên em trả lời vậy để anh khỏi phải tán tỉnh nó nữa. Bây giờ á, em muốn phá hoại tình cảm của hai người đó. Linh ơi, nhưng mà còn những lá thư mà anh viết cho Trúc, anh nhờ em chuyển đâu? Em
đâu có chuyện lá thư nào đâu. Ủa em có nhận được lá thư nào không? Em có nhận lá thư. Thôi anh viết 5 lá thư lận mà. Nè, 5 lá thư hả? Đúng rồi, đây nè, đây nè. Ủa? Ủa? Rồi cái ruột. Ủa, thư đâu? Cái ruột đâu? Ủa, thư đó hết rồi. Cái ruột thư em nuốt luôn rồi. Trời đất ơi. Em bị nghiền cái ruột thư rồi đó. Tại anh á, em tức quá mà. Sao tại anh? Anh cứ lúc nào cũng quan tâm đến Trúc hết. Trong khi em cũng đâu đến nỗi tệ đâu. Tất cả mọi người ai cũng quan tâm đến Trúc. Không ai nhớ gì tới em hết trơn á. Là bị điên hả Linh? Còn cái vụ mà nói xấu của tôi đó là em luôn hả? Em đơm luôn á. Hiểu. Đúng rồi, mà hiểu rồi Linh. Tại vì biết sao không? Nghĩa là thương tôi mà không nói được. Bởi vậy anh giờ anh hiểu lòng em rồi. Gì vậy cha nội? Chắc phải gì đâu. Có đâu ra vậy? Xấu như ma vậy đó. Đã vậy còn già còn keo hơn kẹo kéo nữa. Tại sao được thương vậy? Mà đừng có nói vậy kia chưa. Tôi nói tôi để ý bà lâu rồi á. Để ý sao? Nè, đây rõ ràng nè. Nè, 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 đó. Nè. Mai Trần 7 bịch. Nè, đủ thứ hết à. Nguyễn Văn Hai 6 bịch. Bán hết rồi, hết tiểu đậu luôn nè. Đó, trong đó có tao 7 cái ba nè. Bán theo lèo. Bán tụi đó dính bả mà dân mà bịch 30 bạc. Bà bán theo lèo hả? Bà ra đây bán theo lèo hả? Vậy là sao? Bà giải thích đi Linh. Tại vì á, tại vì ông á nè, nhiều chuyện lắm mà, đã dặn không được nói cho ông Trúc biết rồi còn nói nữa. Ai biết ghét ông quá. Mày không thương tôi. Sao mà thương được người như ông? Xấu người, xấu bụng, xấu tính, xấu nết. Bây giờ bà giải thích đi, chuyện này là sao? Để tôi chửi không đã rồi tôi giải thích cho bà được không? Tôi tức quá rồi. Bởi vì là bà tâm thọt cái chuyện của ông. Tôi dựng chuyện nói xấu ông là bởi vì tôi ghét ông quá đi. Mua thì keo kiệt trả giá một bịch 30 ngàn đưa có 25 ngàn. Đã gì còn lấy luôn cái bịch thử của người ta nữa. Có tâm thọt còn chê nữa chứ. Nó là thèo lèo cũ, thèo lèo bị cứng quăng không có ngon. Trời ơi tôi mới mượn gió bẻ măng. Tôi mượn chuyện cái miệng của anh Dương để nó nói xấu anh đó biết không? Trời ơi vậy cũng được đó hả Linh? Xin lỗi bà quá đáng lắm luôn rồi đó Linh. Xin lỗi đi, còn cái chuyện mà bán theo lèo là tại vì cái bệnh nghề nghiệp của tôi á. Bà biết là tôi là dân tiểu thương, tôi bán tập quá trước cổng trường của bà, ngày nào cũng thấy bà. Rồi tôi biết bà đi tình nguyện ở ngoài đảo xa, tôi mới xin bà đi theo. Tôi có tưởng là kiếm được chút cháo, ai ngờ đâu không có được đồng nào ngoài đây hết trơn á. Cứ tưởng là làm bầu xô quản lý ca sĩ cho bà, rồi người ta bo tiền cho bà tôi lấy. Mày bò hết trơn. Trời ơi, tôi đi tình nguyện mà. Bà còn trục lợi đây nữa là sao? Trục lợi gì, tôi bán đàng hoàng thì tôi đưa thèo lèo trả tiền lại cho tôi chứ. Tôi có lấy tiền của ai không đâu mà nói là tôi trục lợi người ta. Bà là... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, anh... Cái bệnh này nặng lắm nè. Bệnh nặng lắm rồi đó. Hỏi chân ta ngồi nặng gì trời. Trúc, đừng giận tôi nha. Tại tôi, tại vì cái bệnh nghề nghiệp của tôi chứ tôi không muốn làm vậy đâu. Mà đâu phải là tôi lấy tiền không đâu, tôi lấy tiền đó là cho bà nữa chứ bộ. Cái mà... tiền người ta nghe bà hát á, tôi là... Tôi... Gì? Tôi tính luôn cái tiền nghe bà hát nó bán mắc vậy chứ, nhà tôi bán có 15 ngàn bịch à. Bà lợi dụng giọng hát của tôi hả? Phải, tôi thấy vậy thì đỡ bất công cho bà hơn. Tôi hết nói nổi bà luôn rồi đó. Rồi còn chuyện lá thư của anh Phong là sao? Tôi nói rồi, tại vì tôi ganh tị với tình cảm của hai người. Em cũng đẹp lắm chứ bộ đúng không? Mà nghĩ sao mà dành tình cảm cho ông Trúc không à? Không ai quan tâm đến tôi hết trơn. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ là đi nói xấu người ta một chút đỉnh rồi đi trục lợi chuyện chút xíu. Chứ có làm gì đâu mà không ai thương tôi hết trơn. Linh, ai nói là em là em đẹp? Em nói là em đẹp. Em không đẹp. Là em lạ. Vậy em nghĩ thì sao mà không ai quan tâm đến em? Quan tâm à? Có Dương nè. Dương rất quan tâm đến Linh. Linh có nghe lộn không Dương? Dương nói gì mày? Cái gì vậy? Đi quá quá. Tự nhiên không có Dương vừa. Kỳ đà cả mũi quay à. Linh không để ý hả? Không biết. Dương hay nấu chè nè. Rồi nấu xôi qua. Đâu phải Trần Trúc mà. Cho Linh đó. Lẽ giờ nấu có một chén đưa cho Linh không thì nó kỳ. Mà chỉ có hai người phụ nữ thì Dương phải nấu hai chén chứ. Thực sự là Linh có để ý cái chén của Linh lúc nào cũng đậm đặc và nhiều hơn của Trúc không? Đâu có biết, đâu có đếm hộp đâu mà biết nào nhiều hơn. Vậy là Linh cũng hờ hững với cái tình cảm của Dương dành cho Linh qua chén chè đó sao? Không có biết, có nghĩ là dành tình cảm chân Trúc mà để ý làm gì. Trời ơi, sao tự nhiên mà Dương thích Linh vậy? Bộ hết người thích rồi hả? Không, gu của Dương là
Dương thích cái bạn gái của Dương có nét lạ lạ lắm, sâu lắm, sâu lắm, không được gì hết, sâu tính sâu nết nè, đã về còn còn học thấp nữa, lớp 3 là nghỉ học rồi, bằng chứng là 3 lần 9 mà là 300 đó, thấy không? Thích cái nét đó, 3 lần 9 mà 300 đó là sao? Lấy Linh về á thì Dương sẽ giáo huấn huấn luyện cho Linh sẽ giỏi hơn đó, Linh thấy không? Trong lúc mà Linh cứ mãi mê đi bán thèo lèo á, là có một người âm thầm theo dõi Linh, tìm hiểu Linh đó. Dương ơi, hả? Dương thích Linh thiệt hả? Thiệt mà. Trời ơi, tụi mình mà kết hợp lại người ta gọi là Linh Dương đó. Thôi, vậy là mạnh mẽ lắm đấy nha. Linh Dương là mạnh mẽ lắm đó. Không ngờ có người dành tình cảm cho tôi thiệt hết trời. Vui đi, vui chưa? Ước ác quá ha. Có 2 băng đá ngồi hết, ngồi dưới đất luôn. Cảm ơn, khỏi cần đó, tâm sự đi. Thôi mà anh Nghi, anh sao vậy? Thôi thôi, nói chung là bây giờ á, Linh đã biết cái sai của mình rồi, cái lỗi của mình rồi. Giờ thôi mọi người, mong là mọi người á hãy tha thứ cho Linh đi. Bình Linh cũng không muốn gì vậy đâu, đúng không Linh? Đúng. Thấy chưa, Binh chậm chập. Bà phải hiểu á, những người lính họ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình. Những ngày lễ Tết như vậy cũng không được ở bên cạnh gia đình nữa, phải ra tới đảo xa như vậy để mà bảo vệ chúng ta. Thì nhiệm vụ của chúng ta ra đây là phải đem niềm vui tiếng hát cho mọi người, giúp cho những anh lính có được một ngày Tết thật là đầm ấm. Bà hiểu không? Bây giờ thì em đã hiểu mọi chuyện rồi, em xin lỗi mọi người nhiều lắm nha. Thôi có gì đâu em, thôi vậy là vui vẻ hết rồi ha. Dạ. Được rồi, bây giờ vậy là hai em ở lại đây ăn Tết với tụi anh luôn đúng không? Dạ. Vậy là tụi anh sẽ nấu bánh chưng cho tụi em ăn. Đúng nha. Đúng rồi. Em nấu cho, em nấu bánh chưng. Em biết nấu bánh chưng hả? Anh biết nấu gói bánh chưng đẹp lắm đó. Ồ, vậy thì hay quá. Vậy thì á, anh sẽ cùng với em một gói bánh chưng, chịu không? Dạ, chịu, phụ nữa. Còn hai người sẽ nấu nha. Rồi. Vui quá, vui quá. Có đôi có cặp vui quá. Sao vậy? Người ta có cặp có đôi, còn tôi ở vậy mồ côi một mình. Trời ơi, trời, nghĩ sao mồ côi? Thế sao? Anh không hề có mồ côi. Sao? À, quên. Có người gửi thư cho anh nè. À, gì? Trời ơi, ơi, có mồ hả? Đã nha, đọc cho anh. Đọc lớn. Tiếng nghe. Ha, thư của ban chỉ huy. Ồ, vậy là quý quá, quá. Thư mời chiến sĩ Lê Văn Nghi lúc 8 giờ sáng lên gặp ban chỉ huy đảo để lãnh thưởng, giải trình về việc luôn có những thái độ bất nhã với những đoàn khách đến thăm đảo, nhất là phụ nữ.